chào tất cả các bạn thân yêu. Ngày hôm qua thì tụi mình đi mua kiểng, mua ổi về để trồng. Thì bữa nay á thì mình sẽ nhờ để trồng mấy cây ổi giùm. Chứ tụi mình thì trồng cũng được á, nhưng mà nó chắc không sống quá. Cho nên thôi, có người trồng được á thì mình nhờ. Mời các bạn cùng coi để tầm ổi như vậy thấy có được không nha. Có cái sâu của nó. Cái con sâu nó đâu nó mà được không? Được. Thì cho nó ăn gì? Vậy hả? Mấy cái ngô chỗ đó bà hả bên hai đổ lại. Vô lại cõi này nè, vô mấy cái mai nè, tao nó hàng gì luôn rồi nè. Thấy mấy cái mai không? Tao một hàng mai từ dài từ đây lại đẳng luôn á. Ủa nhanh nữa hơn 2 giờ vài bữa nữa này là nó ra lá à. Thuốc đi đi nè. Mấy cái mô này là bữa hổm á, anh hai ảnh xe đó từ ở ngoài mé gạch á, múc ở ngoài ngoài là cái mé gạch rồi anh hai ảnh xe vô đây rồi bùn thì lấy từ dưới gạch lên rồi để tầm cho mình 10 cái nhánh bưởi này. Bưởi này là bưởi nữ hoàng. Ủa nhớ lộn mấy cái bụi mì này nè. Mì này là mì bột, nay nó lên rồi đó. Cái này mẹ cầm hôm bữa nè, tại hôm bữa mình đào ngoài mình nấu mình ăn xong cái mẹ đem qua đây mẹ cầm. Mình chọt chọt vậy cho đất nó nhuyễn ra, mình trồng xuống nó mau tốt chứ đất cục ăn gì nổi. Cái này mình lấy đất mình gãi vô vậy thôi chứ mình không cần muỗng dừa hả lại? Đâu coi cái rễ coi. Nè cái cành ổi nó bằng chiếc đũa ăn của mình à, nó không có bự hơn, nhỏ hơn ngón tay nè ha. Đó, còn ở dưới cái bầu thì rễ nó đâm ra nhiều lắm mày. Bánh này bả nói trồng xuống ăn liền nè. Được cái bông nè. Thôi lật cái bông bỏ luôn rồi, đừng để nuôi cái cây, nuôi cái bông cái cây để cho nó dưỡng sức, nó đâm rễ xuống đất một thời gian hả. Đặt xuống bỏ đi. Đây nè, một chùm bông nè. Một hai ba bốn, bốn cái bông. Giờ em lật, lật bỏ luôn. Theo mình để cũng có trái ăn nữa mà thôi. Nhưng mà nó đẹp cái cây. Tại vì cái cây nó còn nhỏ lắm, nó chưa tới tuổi gì hình niên. Mình không có để được. Ổi mình đầm mình không có cần cái mô bự, cho nên mình chia cái mô bự ra làm hai. Tại vì bữa hổm là mẹ không có tính tầm ổi chỗ này mà mẹ tính tầm bưởi. Nhưng mà nay mình thèm ổi cho nên mình mua ổi về tầm.
hy vọng vài tháng sau là có hỏi ăn liền. Nè, ông thấy có kỹ thuật chưa? Sao ạ? Quẹo cái hai cái nhánh mà nãy là hai cái nhánh hai bên đây, nhưng mà giờ quẹo ngược và hai bên đây. Ủa vậy hả? Cho hai cái ổi đừng có cản nhau. Cà bê mình để lại. Cái này mình làm sao cho tốt vậy? Phân. Phân gì? Phân trong tụng kia nó bán phân tứ cây ăn trái. Mà chưa có còn nhỏ cũng thứ được phải không? Không có phân. Cái này vừa đâm rễ xuống đất là vừa phát lá lên là có tái ăn được rồi. Chỗ này là hôm trước là nguyên một cái đám lá nằm dưới dũng luôn. Nhưng mà nay bơm cát lên thì chưa có trồng được cây gì ở đây, chỉ có lá thôi. Giờ mình bắt đầu mình cầm ổi xuống. Cái cục đất đó mưa không ướt ta hay vậy ta? Mấy cục đất kia mưa ướt nhẹ hết trơn, có một cục đất đó là mưa không chịu ướt. Cái chân thì liền qua đây tống đầu. Đây, được nhánh này là tầm được nhánh thứ ba rồi. Gặp hồi nãy mình với Dung với Tiền, hồi nãy giờ là ăn luôn cái cây. Chưa tầm được cái nào. Đây là Su, nãy giờ Su chơi với Vi ở trong nhà. Bây giờ Su chơi chán rồi, Su chạy ra đây chơi. Su ơi, chào các bạn cái con. Su hay cười. Đâu đâu, chào các bạn ơi, giơ hai tay lên. Chào các bạn. Giơ tay lên, chào các bạn. Mình là Su, năm nay mình được 6 tuổi. Mình còn mấy cái răng. Mấy cái răng. Ôi Nhi răng ra bà hai coi coi, kiểm tra răng này coi. Nhi ạ. Nhi ạ. Một hai. Được 6 cái răng siết. Còn nhiêu sắp siết rồi. Hôm nay còn ăn kẹo không con? Hôm nay còn ăn kẹo không? Dạ. Còn ăn kẹo không? Mất lượng ăn kẹo mà ăn kẹo là mất răng luôn đó nha. Ba, hôm nay con biết đi cầu rồi đó. Hả? Cầu gì? Cầu gì? Cái cầu bên đó. Cầu tiêu hay là cầu đi? Cầu đi. Cầu đi hay gì hết. Ủa, tại bình thường là đứng tới cái cầu là đâu dám qua đâu. Vậy hả? À, dắt qua không à. Uh-huh. Ừ. Ở này ăn được 4 muỗng. Ăn suốt luôn á. Mà cái này độ vậy nha, chứ không biết. Nghe người ta nói vậy hả? Đò nghe đón vậy thôi chứ cũng không ai nói nữa. Chị ba hỏi ổi này ăn được 4 muỗng không? Ê, em ăn ổi 4 muỗng luôn. Quê của đệ ở bên Vĩnh Long phải không? Vĩnh Long. Quê của đệ thì ở bên Vĩnh Long. À, tại vì
tại vì tiếng gọi của tình yêu cho nên mới đi qua Bến Tre của bên đây nè. Mấy ngàn ký hay ba ngàn ký? Gì ghé chứ hả? Mà bên Vĩnh Long thì ổi là kêu bằng xe tải mà chở không hết á. Tới mùa đó là ổi, tại vì bên Vĩnh Long người ta tàu ổi nhiều dữ lắm. Bên tưởng bên Tiền Giang chứ. Vĩnh Long. Tưởng bên cái bè Tiền Giang mới là nhiều ổi chứ. Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre giáp ranh nhau mà. Thì chim nó ăn xong rồi cũng bay vòng vòng đó chứ đâu. Chưa. Trước tiên mình phải làm một cái mô. Một cái mô cho nó cao cao xong rồi mình lấy tay mình khều khều nó. Xong rồi mình mới nhận cái ổi xuống. Ở bên ta bên Vĩnh Long người ta tầm ổi với tầm gì nhiều đấy? Ổi nhãn. Ổi nhãn, nhãn gì? Nhãn lông hay nhãn xuồng? Nhãn thái. Hồi đó nhãn lông mà trồng nhất nó hư nó ăn được thì nó bỏ trồng nhãn thái. Nhãn lông mà dễ bị sâu nhất. Còn nhãn cũng thường mà ít sâu hơn vậy. Cũng có à? Nhóc quá. Cô mình cũng tốt đi. Hôm nay có gì bệnh không đấy? Không. Tính thứ bảy chủ nhật này. Tháng này bệnh có nhãn không? Chắc không, không biết nữa, con không hỏi. Chừng nào mà có gì bệnh thấy có nhãn mua mình thánh vài ký với. Mấy cái bụi lá dứa này nó tốt hay ghê luôn ha. Hả? Bữa hả mẹ tầm á nó rụi tàn hang hết trơn. Mấy cái tháng nước mặn là nó rụi tàn hang, nó sắp xỉu rồi, nó sắp chết luôn á. Mà nay á nó tốt thì ghê không. Vậy bữa nữa mình phải làm bánh lọt ăn. Tại vì có lá dứa nè. Xu ơi, chạy về rồi. Mẹ ơi, Xu nó về rồi nha. Thằng Xu nó về bà, mẹ nó thằng Xu nó qua đó. Hồi đó hai cha đi ôm đất á, ôm đất ngoài đầu vườn vô á, cha ôm cục bự, cái em ôm cục nhỏ, cha cái thải gạo cũng mất chứ, cũng thải gạo mà thải cái chút xíu, 1/4 cái gạo à, còn không thì cha đập cây thì em cũng đi theo vậy nè, đi cha như vậy nè, đi cha như cha con Xu vậy hả? Cái này cái mô này thì mình chia ra làm được hai, một mô bưởi thì mình chia được ra làm hai mô ổi. Mà ổi á thì ở bên Vĩnh Long để nói hiện tại giá giờ là khoảng 2-3 ngàn ký à. Các bạn mà mình có muốn ăn ổi thì liên hệ với đệ. Còn không thì ai có xe tải chạy vào bển luôn. Mình thấy ở ngoài đường á thì bán ổi ở bên Bến Tre này bán 5.000 ký, rồi ở ngoài chợ thì bán 7-8 ngàn ký, nhưng mà bên Vĩnh Long tại gốc thì có 2-3 ngàn ký à, nhiều khi quen thì cho nữa. Cái đó ai nói thì quen cho phải rồi. Còn bưởi á thì ở đây giá của trái bưởi là 40-50 mấy ngàn ký giá hiện tại á nha, nhiều khi có giá có tháng thì giá nó mắc, có tháng thì giá nó rẻ, cho nên á mà bưởi với ổi á, trồng bưởi thì lâu ăn hơn, 4-5 năm mới có ăn, còn trồng ổi thì tầm xuống khoảng 5-6 tháng là có ăn rồi. Mà ổi thì nó rẻ hơn bưởi nhiều. Ổi nó chỉ bằng cái lẻ của bưởi à. Bưởi gấp 20 lần ổi nha. 20 lần ổi bên Vĩnh Long. Còn gấp 10 lần ổi bên đây. Trưa nay á
thì mình tính là cho đội quân hùng mạnh của mình là dì ba, dì tư, dì út ra để tầm ổi. Nhưng mà nghĩ chắc đội quân này ra tầm chắc không có ăn, cho nên sẵn thấy đệ đang ở nhà nè, mượn đệ tầm giùm luôn. Chứ nãy giờ là gặp đội quân ra là ăn lá ổi nãy giờ rồi. Chứ có lá ăn không á. Chị Út thì mới có nghỉ hè được 2-3 ngày nay hà, vừa thi xong cho nên còn ngủ nướng ở trong nhà, chưa có thức dậy. Lát nữa thì cho chị Út cầm kiểng. Vườn Út thì bữa nay cũng còn vớt đất xung quanh cái bờ hồ này nè, đang để qua cái tháng nước ngập á. À, cá nó không có ra ngoài, cá nó không có theo nước ngập mà nó bơi ra ngoài. Dương Út ơi, giờ còn lạnh không Dương Út? Hết lạnh hả? Sáng nay thì lúc mà Dương Út mới bước xuống Dũng á, thì Dương Út la sao bữa nay lạnh hơn mấy ngày trước. Nhưng mà thực chất là 2-3 bữa nay là ở dưới Bến Tre mình là có áp thấp nhiệt đới, nghe đài thông báo là tới cả tuần lễ lận. Cho nên bữa nay á, thì trời u ám. Lúc thì lúc chuyển mưa, lúc thì mưa lâm râm, lúc thì có mưa. Mấy cái cây mai này nè là đỡ hỏm để bứng ở ngoài cái hàng rào, đem vô đây trồng bằng mụn dừa đó. Một hàng luôn, đó một cây. Đó, ở lần đó một cây, đây một cây. Đây một cây nữa. Đây một cây nữa. Trồng dọc theo cái bờ đi tới đằng nẵng luôn. Cuối bờ là có hai con ngỗng đang đứng dòm. Dắt ở đây xong còn dắt đâu nữa không Dương Út? À, còn khúc của mình đó chưa xong. Cái khúc ở bên đó xong rồi á, thì mình bắt đầu mình tát hồ bắt cá. Bắt cá từ bên kia thả qua bên đây. Tặng còn cái hồ này thì bây giờ Dương Út sắn mình cho nó. Thứ nhất là nó sâu, giống như là mình đang dọn cái hồ vậy. Thứ hai nữa là lấy bùn lên để mình làm cái gì cũng không biết kêu bằng cái gì nữa. Dương Út ơi, cái này kêu bằng cái gì Dương Út? Bờ hồ của nó vậy đây. Bờ hồ. Bờ hồ của cá. Đây là cái mình phòng ngừa. Không. Phòng chống lụt bão. Bờ hồ phòng chống lụt bão. Nước ngập ở quê mình thì nước ngập cũng không có nhiều giống như là mấy cái tỉnh giống như là Đồng Tháp hay An Giang. Vì ở trên đó thì là cái nước ngập thì nó về nhiều hơn. Còn ở Bến Tre mình thì nước ngập về ít hơn. Nhưng mà cũng có ngập. Mỗi một năm vậy á, ngập khoảng 4 tháng thấy nhiều không? 3 tháng hả? Trời ơi, đổ 2 tháng vậy. Tháng 10, tháng 10 nước cũng lên vậy. Tháng 9, tháng 10 là nước lên rồi. Hả? Hả? Nếu mà tính nước nhiều quá thì 3 tháng, còn mà nó lên hơi á, mắc bắp mấy bờ thì có thể là 4 tháng. Mỗi một năm có 4 tháng nước ngập và 3 tháng nước mặn. Khổ gì á. Ủa, cái ổi này mẹ trồng nào hả? Cái ổi này hả? Không có trồng, không ai trồng hết á, nó tự mọc hả? Gì? Tự mọc. Chim đang này á. Ờ chim á, chim tầm. Chim tầm. Thấy quá trời. Nhớ hồi đó em còn nhà đâu có cái ổi này đâu. Nó mọc rồi chứ. Ổi này ổi ruột đỏ nè. Ổi ruột đỏ thì nhìn thấy cái cách của nó là biết cái ruột nó màu đỏ rồi đó. Hay. Cái tái của nó thì nó không có nó màu đậm lắm.
cái thái của nó màu rất là đậm, màu xanh đậm nè, nhưng mà nó hơi dài dài, và ở trên cái cuốn của nó có một cái cục gù giống giống như là cục cục kẹo sô cô la nấm vú vậy đó. Cây ổi này thì ra cũng được nhiều tái lắm nha Điếp Hư Dung. 1 2 3, bên đây 1 2 3 4, 1 2 3 tái hình nha. 5 6 7 8 9 10 11 12, khoảng 20 tái ở dưới luôn, là khoảng 20 tái chứ không ít đâu. Nhưng mà mình thì chưa ăn cây ổi này lần nào hết á, cho nên không biết nó ngon hay nó dở. Tại vì cây này là chim tầm chứ không phải mình tầm. Bình thường người ta nói cà phê cứt tròn á thì nó ngon đúng không? Cái này là ổi cứt chim. Đây là cái cây te để cắm xuống để cột dây vô cái nhánh ổi của mình nè, bạn cho nó đừng có bị lung lay khi trời mưa có gió. Thì ở đây tầm được 10 nhánh này, nãy giờ tầm xong được 10 nhánh này. Chị Tư nó vừa vô nhà lấy cái này vừa, không phải kia, nó kêu bằng cái gào nhưng thực chất nó không phải là cái gào, nó chỉ là cái cây với cái nồi thôi. Để kêu cái cây mình mới tầm xuống thì mình phải tưới, mình tưới sương sương đặng cho nó mát cái cây. Sao cái gạo này là cái gạo bắt ốc của bà ngoại bắt ốc cho Vi mỗi lần ăn bột nè. Gạo đa năng, tài bắt ốc, nấu cơm được luôn. Cái ở trong này này chuyện ký nước à, nhưng mà cầm sai đó cái là nó nặng không hai ký. Thì mình tính là trời mưa tới, mưa tới để khỏi có tưới ổi, nhưng mà lại nói là mình vừa tầm xuống thì mình phải tưới sương sương, đừng có chờ tới mưa tới. Thì nó cái cây này mình nó không có bị héo. Khoảng bao lâu nữa đấy? Dạ hả? Đợi nói là chừng nào cái cây mà mình trồng mình cảm thấy nó tốt lên rồi á thì mình lấy kéo á, mình cắt sơ sơ mấy cái tược dược của nó thì nó sẽ búng tàn ra. Phúng tàn ra chứ không phải búng tàn ra. Như đây ăn mệt nghỉ rồi đó. Ủa phân thường là phân gì, phân hóa học là phân gì? Thường là phân hữu cơ, mình kêu cái cây mình ăn nó bền. Ủa vậy ở trên đó người ta có bán nữa hả? Có. Vậy hả? Phân phân đó phân cá hả, phân gì? Không, phân cũng phân thùng nhưng mà nó hay lậu. Vậy hả? Lậu kia là nó tốt cấp tốc. À, còn tốt sớm thì chết sớm. Còn tốt tải thì chết tải. Lậu đó lại dành cho mấy người bán qua kiểm với bán cây giống. À, là cái loại cắt tóc có phải không? Là bán nhìn cho mấy người mà bán cây kiển. Còn giờ mình mua, mình ra ngoài nhà chỗ bán phân, mình kêu là bán phân hữu cơ để về tưới cây thì cái nó cũng không có phát liền, nhưng mà nó cái cây mình giữ được lâu, mình ăn được lâu. À, vậy hả? Nó tốt gấp 3, gấp 4 lần, có thể gấp 5 lần cái cây thường của mình. Ơi. Vậy hả? Lá xanh lè phải không? Lá nó bự hơn, bông ra trái mỗi nhiều khi là mỗi mắt, mỗi đọt, mỗi trái, mỗi bông. Cái đó là kêu bằng nó vừa kích thích bông mình rất dễ.
Vậy hả? Hàng gì chết sớm. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy hết thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ.